Đem vào đây em. Cô chạy xe vào đây, em mở hai cổng ra. Rồi để em mở cho, rồi để em mở ra, từ từ để nó vào đây này. Em né cho nó vào cái cửa này, để em mở mới ra được hai cánh được. Em giao bằng xe gì? Xe bài chỗ bên chạy vào đây, xe bán tải anh chạy vào đây được mà. Dạ. Đi rồi. Đi. Chạy vào em. Chạy vào. Anh về tới rồi em ạ. Bữa anh tin gọi em tới em anh lột hay là anh tin vẽ trực tiếp bên tường anh? Hồi xưa thì em làm được hết mấy cái đấy. Hả? Mấy cái này anh gặp em chưa thì làm được hết. Anh tin anh xoay này đi làm cái đồ thế này. Cái này là cái sao này nối nhỉ? Em là nguyên liền một tấm luôn. Em làm được nguyên liền một tấm luôn, nó không phải nối. Đây là anh làm trên kính hay là anh dán đây? Dán. Không. Cái đó trên giản em ạ. Em nhìn trong hình giống trên cái này anh giản ngọc ấy. Vâng, cái này anh phải làm trên kính cường lực. Chào anh em nhé, anh mình về tới nhà rồi anh em ạ. Đang chờ nhận cái bức tranh chiến binh quái thú. Ok. Dạ, đây em mình về. Đội làm tranh sẽ giao cái bức tranh chiến binh quái thú vào anh em nhé. Mình làm bức tranh rất là to. Anh dắt vàng. Đây anh em ơi. Rồi đi thẳng vào trong em ạ. Ở đâu anh? Treo đâu anh? Nếu anh treo lên đây luôn được không? Được chứ anh. Tấm này tấm đá hay tấm gì? Không, này không nó là nhựa. Nhựa giả đá. Cái tấm nhung thôi nhỉ? Tấm nhung mình để nhà mình đây được rồi. Ok, cái này nó không có kiếng được này em? Không, tranh trên dầu ở chơi. Anh chỉ sợ không? Anh chỉ sợ không có kiến là nó sẽ bị bẩn bùi nhà anh kinh khủng luôn. Anh sơn dầu này anh để cả trăm năm thật sự. Tranh sơn dầu mình lau chùi được không? Dạo thoải mái, khăn ướt nên là nó khô ướt anh em ạ. Cái này là em đắp phủ điêu là nó chưa khô hoàn toàn, anh cứ để nó khô lại. Đây anh tính treo đây luôn anh. Đây là cái hàng chữ thư pháp anh em, huyền thoại quái thú đấy. Trên này mới tạ thực được em ạ. Cái này là làm bằng gỗ đỏ dát vàng nha anh em, mình dát vàng khung này luôn. Cho lên làm cái này luôn. Ngay có cái đèn sẵn rồi xuống.
Vâng. Đấy, có cái đèn này rồi sụn sẵn luôn. Đúng rồi, cái đèn nó là đèn chanh luôn này. Cái bút đầu gì này em cầm một à? Em ở gần cái ghế có hai cái móc nữa treo ở đấy mới được. À đủ, anh quên nói em, bây giờ em khoan là không được không? Sao đấy? Tại vì chim em đang ngủ. À anh để trên à? Chim em đang ngủ các phòng này hết, em khoan một tường này khoan là thua rồi. Vậy phải mà. Ờ sáng cái này chắc là em dừng lên, sáng mai em qua em ráp rồi. Anh quên hết. Đấy, phòng này với phòng này là hai phòng chim, đây phòng chim ăn ngủ và đây kia một phòng. Thì em khoan vô là nó tung hết. Anh hiểu không? Sợ. Vậy thì tạm thời bây giờ em đo thử. Để... Em đo xong em để cái đúng vị trí cái điểm đấy. Xong em chạy qua em khoan này. Này. Dựng vào đâu nhỉ? Dựng được để nằm. Dựng lên tụ lần này này. Để nằm ở một góc được đấy. Đừng dựng. À mình dừng mà nó chạy thế này. Để nằm đẹp nhất. Để bê gọn có một góc. Còn dựa vào gần chỗ. Em. Còn không em dẹp bên cái này kia em đặt nó với cái bàn luôn này. Có bàn đúng bàn nhé. Ừ. Em đặt lên trên bàn này. Không nhưng mà của em là sau là của đinh của ốc. Cho nó bể kính. Vậy thì có cái giấy cắt tông là cái gì để em. Đây là cái bộ con ở góc này thế này. Đây là con này. Em cháy cái này được không em? Được. Em nhìn kê dưới này. Đây là hình ảnh của chiến binh quái thú nha anh em. Đây. Em nhìn đây là hình ảnh của chiến binh quái thú. Và sau khi làm xong hình ảnh của một bức tranh của quái thú thì mình sẽ làm bức thứ hai là bức của F17 nhé. Mình làm mấy bức tranh như này mình treo trong nhà cho nó có không khí chim cò. Sau này nó không có tấm gỗ gì hết à? Nó gì vậy? Không anh, tranh sơn dầu anh làm với gỗ này. Cho nó đỡ, nó cho nó ép vô chứ không? Nó đôi lúc gió nó thổi gì nó bùng 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 không? Nó căng rồi. Nhưng mà anh cái miếng đằng sau nó sẽ hư trước tranh. Tranh này nó bền lắm anh ạ. Tranh sơn dầu thì chơi như thế thôi. Anh chơi giá trị thật. Này, nếu mà anh em trên mạng nhìn thấy ngay tranh sơn dầu chất lượng, tranh cao cấp thì những cái này nó còn khô, nó chưa sơn, chưa khô. Anh đừng đụng vào nó gỗ. Khoảng tuần nữa nó mới khô đét hẳn. Anh có đẩy vào cái chúng những cái chỗ cái bát đây, những cái bát cái kiểu nó bể kính. Còn ốc. Đây anh em. Không, đèn giữa là phải bật bằng cái bóng, cái đưa cái remote em bật cái bóng cái này này. Hình như em tắt cái công tắc kia rồi thôi. Em bật cái công tắc lên cho cái tích là được, không trên, bên kia. Không, giữa, đấy. Phải chắc là bên này rồi. Có một trong hai ba cái này nhưng mà em không biết thích. Nó vậy không sáng được nhỉ? Cái màu cổ điển. Sơn dầu phải vẽ lên chất liệu này chứ đâu, mình đâu vẽ lên tường được hả? Đâu, em tới em vẽ thẳng lên tường cho anh được mà. Ồ, vậy thì biết vậy em ạ.
Đó mày quan vẽ dùm anh hai bước này đi. Vâng. Đây nè. Anh tháo mẹ này ra. Thân. Thân giấy hình tường mà. Vâng. Anh tính vẽ cái gì này? Anh vẽ hai anh chim. Vâng. Anh cứ mẫu em vẽ. Bên này con, bên này con. Đúng không? Vâng. Xong rồi dắt vào cái ô này, cái khung này là thành cái bức tranh gì đâu. Dắt vào. Anh dắt vào thủy tinh bên đây. Dắt mấy cái hoa văn ở đây nè. Hoa văn nổi. Khi nào anh vẽ em tiến hành. Cái này vẽ bao nhiêu lâu rồi xong ta? Em vẽ lên tường cái này thì nó cũng phải, ví dụ như là khoảng cũng phải 5-6 ngày mới xong được, con vẽ liên tục. Ừ. Cho nó đợi mấy cho con, mà nó chưa khô đâu anh. Phải đợi, cứ để đi mà vậy. Ok, mày phải để đi anh lừa hình đã. Vâng. Cái này nếu mà đêm chim nó ngủ. Ừ, mai em qua em ấy anh. Nhé. Mai em qua chim. Mai lúc nào được, em cứ alo anh qua, rồi mai anh có ở nhà. Vâng, thì em cố gắng xếp xem qua sớm. Ờ. Vâng. Cứ để ok em xếp gọn em bỏ đi. Đây anh em nha. Đây là một cái chiến binh đã thi đấu mang về khoảng, nếu như cả mình nữa thì nó rơi vào tầm khoảng 50 đến 60 chiếc xe máy nha. Đưa về cho đội. À, chiến binh này giờ chết rồi. Mình làm bức tranh này mình kỷ niệm lại chiến binh nha anh em. Chiến binh quái thú thì anh em không còn xa lạ nữa. Sáng mai là cùng thôi. Ờ thì em mai em cứ chạy qua em làm cho em xong bao nhiêu tiền anh đưa cho. 70 triệu. Ừ. Chia cho anh nhé. Ừ. Uống miếng nước anh em ơi. Nhà sắp tới mình sẽ vẽ quanh chim hết cho. Cho đẹp anh em ạ. Thì anh em vào nhà là có không khí chim thấy không? Đó. Rồi chào anh em nha. Anh em có muốn ngắm lại không? Đẹp lắm anh em ạ. Mai mình sẽ cho lên nằm trên này luôn. Cái bức này rất là lớn nhá. 1, 2, 3, 4. Chiều ngang tới 1 mét kìa anh em ạ. Mình đứng ở đây mình quay thì nó không thực tế, còn mình đứng đây mình quay này. À, bức tranh này mình làm xong cả khung tất cả là nó rơi vào 20 mấy triệu anh em ạ. Khung này là khung gỗ gò đỏ rất vàng. Khung này khung chất vàng nha. Trời ơi nó nhìn nó.
Mấy chữ này là huyền thoại quái thú nha anh em. Trên này trên vài anh em nhé. Mình giải thích cho anh em sơ qua tí. Đây là cái địch Trường Sơn nhé. Cái phần này là cái địch Trường Sơn này anh em. Thì xuất thân chiến binh quái thú này là theo như mình được biết thì nó là một chiến binh từ xuất binh từ núi Trường Sơn. Thì mình cho vẽ núi Trường Sơn trên này. Đây là núi Trường Sơn, còn đây là chiến binh quái thú mà mình lại thích, mình thích hoa đào nên là mình kêu anh đó anh vẽ cho mình cái đắp phù điêu cho mình cái đào lên đây đó, bắt đầu đào lên đây. Em còn chờ anh Vương Ngô nha, em còn chờ anh một bức của anh đấy. Còn đây khung này, khung gỗ mình cho dát vàng luôn, cái bức bức tranh và nguyên cái này luôn. Quay nói chung là ban ngày thì nhìn nó mới rõ anh em ạ. Đó, em nhìn đi này, cái lông của cái hầu của nó ra. Cặp chân già rừng anh em. Mình đứng cao lên quay xuống cho anh em xem. Mấy anh em xem rõ không nha. Mình đặt đây huyền thoại quái thú này. Thôi bây giờ thì chào anh em nhé. Bây giờ thì chào anh em nhé. Mình xin phép mình tắt like nhé.